đó. Quay đi chồng hoài mắc cỡ, hỏi sáng nay phỏng vấn hỏi tại sao mạnh để râu vậy, nói tại vì cạo cái đầu tròn này tôi tưởng nó thầy nó cứ đem chút cúng dường tôi cứ chào liên tục cũng hay. Mà các bạn biết không, cạo đầu tốt lắm đó, nếu mà bị nào chưa cạo đầu thì thử cạo đầu đi. Thật, hôm nay ngày xuất gia, ngày thành đạo của Đức Phật nè, tuyệt vời lắm đó. Cạo đầu tuy xấu thế mà hay, ra gió khỏi lo tóc quẹt mài, trăm lượt chẳng cài vò chẳng rối, bụi vừa mới bám chuỗi liền bay. Cho nên cạo đầu là một phát minh vĩ đại đó các vị. Các vị thấy bây giờ Tây nó còn cạo đầu thấy không? Cho nên Phật đã đi vào Phật hóa cộng đồng hết rồi. Cái cuộc đời càng đơn giản càng hạnh phúc, càng cắt ngắn đi càng khỏe. Các vị cạo đầu xong rồi các vị không muốn để tóc nữa vì nó ngứa khó chịu, tốn dầu gội phải đi sấy nhượng uống rồi tốn ít nhất 50 đồng đúng không? Nhiều tiền lắm. Trên quý thầy chỉ tốn có không tới nửa đồng là xong cái đầu. Và lâu lâu các vị đến những cái ngày gieo duyên á, giống như là các vị ớt cái công việc của mình trong 3 tháng á, các vị thử vô chùa xin quý thầy cạo đầu gieo duyên rất là tốt luôn. Gọi là gieo duyên để kiếp sau con làm người, con được xuất gia tu hành, đúng không? Ngày hôm nay con xuất giá con mệt quá. Đời sống của các vị thầy biết, nhìn cái mặt xinh đẹp, cười vui gì đó, nhưng bên trong nhiều nước mắt lắm, đúng không? Đau khổ lắm. Tối về dựa vô gối mà khóc, đúng không? Buồn lắm. Có một lần thì đến San Jose, thầy có thăm một gia đình của một Phật tử. Thì bà cụ đó bà phải chăm hai người bệnh tâm thần, một ông chồng bị tai nạn, không đi được nữa. Thì ở trong gia đình đó như là một cái bầu trời lạnh giá, mệt mỏi. Mà đặc biệt là trong đó có hai vị Bồ Tát, đó là đứa con trai và cô con dâu. Nó không ra ở riêng mà nó ở lại giúp mẹ đó. Nhìn dễ thương. Tức là khi hai đứa ra ngoài mình tưởng là hai đứa này nó có cuộc sống cực kỳ đẹp, nhưng mà đến gia đình mới biết được rằng như vậy. Giờ mình phải nói là bái bà cụ đó. Mặt tươi rối, hồn nhiên dễ thương, người Hoa. Mà trong khi đó là năm chị em của bà cụ đó đều là những người giàu có và sống cuộc đời rất là hạnh phúc. Chỉ có bà thì các bạn biết không, có nhiều đêm cô dâu nói là thầy ơi, nhìn mẹ cũng vậy đó, chứ nhiều đêm tối bà tự mà bà buồn bà khóc, bà không cho ai biết. Nhưng mà khi có mặt mọi người là bà rất là vui vui. Thì hỏi bà nói trả cho hết nghiệp. Mình thấy cái sự vĩ đại của tu hành nằm ở chỗ đó. Thời kinh đây chỉ là tập dượt thôi, còn tu thật mới chính là chỗ đó, không phải chỗ này đâu. Chỗ này tu dễ quá mà. Cho nên ta nói nhất tu thị, nhị tu sơn, tam mới tu chùa. Tu thị là tu ngoài chợ khó lắm, đúng không? Đâu phải ai cũng đem hoa hồng để tặng mình đâu. Tao quăng lựu đạn thấy chưa, qua lại quăng bùng tới chứ ai cho mình hoa hồng đó, đúng không? À, rồi trốn vô rừng núi thì may mắn luôn, nhưng mà phút chốc thôi. Ở trong chùa câu dạy chứ nhờ có Phật, có quý thầy mình dễ tu hơn. Cho nên các vị về nhà phải đối diện với nghiệp chướng của mình, bỏ giải, đừng sợ hãi. Các vị càng quán trách thì cái nghiệp chướng nó càng kéo nhiều hơn. Các vị dùng một cái tâm hỷ xả, thương, đừng dùng cái tâm ghét. Các vị không được ghét ai hết. Vì sao? Nếu các vị ghét người đó càng nhiều thì cơ hội gặp lại càng cao, đúng không? Thương thì có thể quên, nhưng mà ghét nhớ hoài. Đấy, hôm nay gặp Nhật Tài, cho trào bó tay, lâu lắm mình. Anh Ba Hưng đó. Hôm nay là hầu như là gần đầy đủ rồi đó. Những vị cụ trào dễ thương. Mọi người biết không,
nhờ cái sự cộng hưởng đại chúng, nhờ sự tinh tấn, nhờ chúng ta có người thầy trụ trì tốt, siêng năng, các vị đã có một cái khóa tu viện đẹp. Và thầy không nghĩ rằng là trong thời gian 2 năm mà chùa chúng ta hầu như gần như là những cái cơ sở hạ tầng gần như tốt nha. Chỉ thiếu cái building để cho mời khách tới ở thôi. Cái đó là cái ước mơ thôi. Nhưng mà thầy nghĩ sẽ tương lai sẽ được, đúng không? Ở đây mọc lên 2 cái building nữa thì các vị vô đây, các vị vô khe hôn đi, khe hôn có liên hoa, đúng không? Tuyệt vời. Sống chung với người lành mạnh tốt đó, các vị không cần tu cũng giải thoát nữa. Cho nên ngài Quý Sư Linh Hữu, ngài có nói câu thế này: thân phụ thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu dụng. Tức là thân cận với người tốt đó, với người bạn lành, với người thầy tốt đó, cũng giống như đi trong sương vậy đó. Các vị thấy không có gì ướt hết trơn á, nhưng mà nó thấm dần dần, tự nhiên chút ướt áo. Thì mình ở gần những hiền nhân thì mình sẽ được giống hiền nhân, mình ở gần ác nhân thì tâm mình cũng sẽ sản xuất ác theo. Và các vị phải luôn luôn phát cái tâm mỗi tuần đến chùa một lần, ít nhất một buổi, để mình lấy lại cái giá trị Phật. Vì Phật chất luôn luôn có sẵn trong bản thân mình, nhưng không được đánh thức. Và đã đánh thức rồi thì phải nuôi dưỡng được cái chánh niệm, để mình luôn luôn có được cái giá trị đẹp này. Các vị biết Đức Phật thành đạo, các vị biết Đức Phật thành điều gì không? Xưa nay các vị nói Phật thành đạo, đố các vị biết Đức Phật thành tựu điều gì? Có nghe điều này chưa? Phật thành đạo tức là ngài Siddhartha Gautama đã tìm được đạo giác ngộ nha, hóa giải được tất cả tập khí của mình và trở thành bậc đại giác. Mình gọi là ngài Phật thành đạo. Vậy thì ngài thành đạo gì? Thành cái gì? Thưa các vị, có 2 điều Đức Phật đã thành tựu và ngài đã truyền lại cho 5 người anh em của mình, chính là 5 tôn giả Kiều Trần Như. Nha, 5 anh em tôn giả Kiều Trần Như. Thành tựu thứ nhất đó là ngài nhìn thấy được tính trung đạo của cuộc đời này. Các vị nghe chữ tính trung đạo chưa? Trung tức là không nghiêng bên trái cũng không nghiêng bên phải, mà là con đường ở giữa. Nếu các vị sống quá cẩu thả, đó là không tốt. Mà sống quá nghiêm khắc cũng không tốt nha. Phải sống vừa. Dây đàn mà kéo căng quá thì đứt, nghe nó chát. Dây đàn dùng quá thì nghe nhão, không nghe được. Phải vừa mới hay. Thì Đức Phật tìm ra giá trị gì? Giá trị thật của đời sống là trung đạo nha. Không để quá sung sướng, cũng không để quá ép sát khổ hạnh, phải để giữ trung đạo. Cho nên các vị thấy tới ngã tư, các vị thường thấy tôi chỉ gieo nhường, đúng không? Nếu mà thật sự đúng con đường của mình thì mình đi, còn nếu mà không phải con đường của mình nhường. Mà các vị thấy chữ nhường rất là kỳ diệu, đúng không? Người khôn ít nghe nhiều, lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han. Trước người hiền ngõ khôn ngoan, nhường trên một bước rộng đàn mà đi. Đó, nhường rất là tốt. Cho nên đến chùa chúng ta, nếu các vị có lỡ sinh phiền não đó, thì xin vui lòng nhường một bước. Người kia nói thì người này im. Rất là hay các vị. Thầy đã phỏng vấn 2 ông bà già ở trên Minneapolis đó, ở với nhau 60 năm rồi mà không bao giờ cãi lớn tiếng. Có cãi nha, nhưng mà rất nhẹ nhàng. Thì hỏi bí quyết thì ông mới nói rằng là bà nói thì tôi im, mà tôi nói thì bà im. Tức là tự nhiên mọi người phát sinh ra sự tỉnh thức, im lặng. Vì sao? Nó không nghe đâu thì nó im lặng. Nó bảo có nghe đâu, im lặng. Đó, cho nên mới nói là im là vàng, nói là bạn. Mà nói đàng hoàng là hồ sòn kim cương. Đúng không?
thầy vào buổi chánh thầy dạy vậy đó, thầy thấy rất hay, nói đàng hoàng, không phải im hay là nói mà là nói đàng hoàng, rất là dễ thương. Thì khi Đức Phật phát hiện ra cái trung đạo đó, tự nhiên ngài đã tìm thấy được cái giá trị của đời sống. Ngài thấy giá trị đầu tiên đó là khổ. Con người sinh ra là chữ khổ đi đầu. Mình mới vừa bước ra chưa mở mắt nữa là bị tát cho cái đít, đúng không? La ré lên để cho cái phổi nó thở được, nó nở ra. Sau đó là bắt đầu nhiều cái khổ diễn ra trong cuộc đời. Cho tới bây giờ, cái khổ còn không? Cái khổ, cái cực nó vẫn còn y nguyên. Gánh cực mà đổ lên non, công linh mà chạy, cực còn chạy theo. Đúng không? Đến nay con cái đã lớn rồi, trưởng thành rồi đó. Các vị đã yên tâm chưa? Chưa đâu. Nó giận chồng hay là giận vợ xong thì cuối cùng là ai? Cuối cùng về mẹ. Đúng không? Cuối cùng về là nắm gia đình. Đó, cái nơi cưu mang những cái mảnh đời bất hạnh. Cuộc sống nó vậy đó các vị. Cuộc sống là vậy. Cho nên khi mình đã đi vào cuộc sống thế gian, xây dựng gia đình thì chúng ta phải chấp nhận luôn cái nhân quả của nó. Vì thì chữ khổ là đi đầu, cho nên Đức Phật phát hiện ra điều này đầu tiên, phát hiện ra rất kỹ. Cho nên nói là trong cuộc đời này nó có 8 cái khổ căn bản và hàng ngàn cái khổ, cái khổ đi kèm gọi là sản phẩm phụ. Các vị thấy 8 cái khổ, chỉ nói ra một vài cái khổ các vị nghe cho vui ha. Đầu tiên các vị thấy khi mà mình bị xui á, giống như ngày hôm nay các vị bị xui nha, mới vừa trật tuyết này cái bạch xong lên xe cả chút tới cái đèn xanh đèn đỏ cả xe người ta, đúng không? Về nhà bị la mắng đó, khổ nó chồng lên, một ngày nó không có dừng lại chỗ đó, cứ khổ chồng thêm khổ. Giống như các vị đang tức giận mà các vị cố gắng nói nhiều hơn thì sao? Cơn tức giận càng tăng lên, không kiểm soát được đó. Vậy thì cái người mà ghét mà cứ nhìn hoài, thấy hoài thì sao? Càng thấy được, còn càng ghét nữa. Đúng không? Thương, rất thương. Nhưng mà sao người đó tự nhiên mất tiêu rồi? Đi đâu rồi? Có cô đó, ở bên Cali á. Cô lấy chồng ở xa, thì cô thương chồng lắm. Mỗi một tiếng là anh, mỗi một tiếng là anh. Mà chăm sóc chồng như chăm sóc con vậy đó, tỉ mỉ chi tiết, ông chồng biết ông cần làm vậy đó, tỉ mỉ vậy đó. Thấy vậy mà có vài năm sau ông chồng đi theo người khác, chồng cũng đau khổ kinh khủng, về nhà không thấy xe chồng, nằm ôm cái áo của ông chồng khóc, mỗi ngày thì phải ngửi áo của ông chồng mới đi ngủ được. 7 năm nằm ôm áo chồng mà ngủ. Cái tình của thế gian nó vậy các vị. Đấy, trên các vị thấy không? Cái thương nó cũng là một cái dạng nghiệp nha. Và nó có hạnh phúc mà cũng có rất nhiều khổ đau đó. Rồi các vị thấy nữa, cơ thể mình bệnh tật là bắt đầu bao nhiêu cái khổ nó tới nữa đó. Rồi nó cứ chồng lên như vậy, từ 8 nó ra ra 10, 100, 1000. Đến ngày hôm nay các vị gương trở lại, các vị còn có thể ghi được bao nhiêu cái khổ trong cuộc đời mình chưa? Ghi ra nổi không? Chắc ghi ra không nổi, không nhớ nổi, mà cũng không muốn nhớ luôn, đúng không? Cho nên Đức Phật mới phát hiện ra cái thứ hai, đó là cái khổ từ đâu ra, phải tìm nguyên nhân chiêu cảm đó. Cái gì đã tạo ra cái khổ này, phải tìm ra nó thôi. Và Đức Phật luôn đặt câu hỏi và ngài giải quyết câu hỏi đó. Các vị có bao giờ đặt câu hỏi không? Và có bao giờ các vị giải quyết câu hỏi không? Có bên chàng đó đi vô chùa, còn trẻ đẹp trai, gió mạnh vậy đó, xin quý thầy xuất gia. Thì quý thầy hỏi, đến đây xuất gia mong muốn điều gì? Nói dạ con thất tình. Ôi trời, nó thất tình thấy mệt rồi đó. Thì hôm đó vô còn không gặp thầy trụ trì mà gặp chú Tiểu. Chú Tiểu cũng
khao khát được làm giảng sư, thấy này tới may mắn quá, ngồi chéo chân lại nhắm liên diêm, hỏi anh cứ nói tôi nghe đi. Thì chàng trai nói dạ con có mối tình. Tôi nói à dạ con rất là hạnh phúc à, nhưng mà bây giờ nàng đã bỏ con rồi à, vậy con phải làm sao? Ờ chú Tiểu mới hỏi ai đem đến cho anh hạnh phúc. Anh nói dạ nàng. Vậy thì bây giờ ai đem đến cho đau khổ? Dạ cũng nàng. Thì anh Linh Duyên sau đó nhìn thẳng vào chàng trai mà nói, vậy thì có mắc mớ đến tôi đồng hỏi. Tôi đã bố tay hoa. Rõ ràng có mắc mớ đến tôi không? Không hề mắc mớ, đúng không? Vậy thì ai đem đến cho hạnh phúc? Dạ nàng. Và ai đem đến cho đau khổ? Cũng nàng. Vậy thì nghiệp ai nấy cả, đúng không? Phải đi tìm nguyên nhân chứ. Sau khi tìm nguyên nhân rồi kết thúc, đó là diệt đế nha. Kết thúc không lưu luyến nữa, duyên đã tận nha, khổ đã hết nha, nhà ai về nhà nấy. Rất đơn giản, đúng không? Tức là trả hạnh phúc lại cho nhau, trả tự do cho nhau. Cho nên là nhớ cái câu chuyện ông cha đó, ổng mà đưa đứa con lên xe hoa về nhà chồng, thì trước khi mà đưa nắm tay cô dâu đưa qua cho chàng rể đó, thì ông cha mới nói là không biết không, cha thương con ông cha lắm, nhỏ này nó lớn lên nó ngoan hiền dễ thương lắm, lúc mà nó mới biết đi chính cha là người tập đi cho nó, rồi lúc mà đến trường chính cha là người dẫn nó đến trường, lúc nó bị cô giáo mời lên thì chính cha là người dẫn nó lên, tất cả mọi thứ cha chứng kiến từ đầu, mà cha con của cha là số 1, là cành vàng lá ngọc. Nếu sau này nha, con của cha có làm cho con bị tổn thương thì con đừng bao giờ đánh nó, cũng đừng bao giờ mắng nó, hãy trả về nơi sản xuất. Thì các bạn biết không, trong cuộc đời của chúng ta nha, có đôi khi mình cứ dằn vặt nhau và làm khổ nhau, cứ dằn vặt và không có lối thoát nha, cứ dày dưa, rốt cuộc nó làm cho nhau bị tổn thương. Cho nên người trí tuệ là phải biết được con đường để thoát khổ. Con đường đó có 8 nhánh. Nhánh thứ nhất đó là chánh tri kiến, hay nói gọi là chánh kiến, tức là cái nhìn đúng. Thế nào là cái nhìn đúng? Cái nhìn đúng là cái nhìn phải có soi xét, chứ không phải là nhìn qua, nhìn qua cái tin nhắn rồi cái ghen lên lồng lộn. Người ta đi về đúng không đúng giờ mắng mỏ, đúng không, càng nhằn. Không phải, chánh tri kiến tức là nhìn thật của đời sống của họ, thương họ và hiểu họ. Đừng đặt cái chữ thương lên trước, đặt chữ hiểu lên trước nha. Hiểu rồi rác cũng thành hoa, thương rồi mọi việc cho qua nhẹ nhàng, đúng không? Thương rồi thì chúng ta mới có thể làm được nhiều thứ. Vậy thì chánh tri kiến là đứng đầu, các vị phải có được cái đó. Từ chánh tri kiến này, tức là cái đôi mắt nhìn đúng, thì chúng ta dẫn đến cái lỗ tai, tức là chánh tư duy, biết lắng nghe nha. Biết lắng nghe là một kỹ thuật, cũng là một ân phước. Người nào biết lắng nghe thì người đó khó tổn thương lắm, tại vì họ lắng nghe họ đâu có nói đâu. Chứ các vị thấy cái người mà các vị thấy nó cute, nice, tức là gì? Chỉ cười mà chúng nó nói, tức là ít nói mà lắng nghe nhiều. Cho mình phải học hành lắng nghe. Đó là chánh tư duy. Từ chánh tư duy dẫn đến lời nói đẹp, lời nói hay, gọi là chánh ngữ. Cho nên khi các vị nói ra câu gì đó là người ta lập tức biết được các vị đang suy nghĩ gì. Các vị đang nói bậy tức là các vị đang suy tư xấu. Cho nên phải có chánh tư duy để dẫn đến lời nói tốt. Từ lời nói tốt này dẫn đến hành động tốt nha, hành vi tốt. Và các vị biết không, nghiệp sinh ra từ chỗ đó, là những hành vi các vị nói đối xử mỗi ngày, cái đó chính là chánh nghiệp nha. Nếu các vị làm cho người ta tổn thương thì gọi là ác nghiệp, còn làm cho người ta hạnh phúc gọi là thiện nghiệp. Cho nên có thập thiện nghiệp. Các vị sau này tu giỏi, quý thầy sẽ truyền cho cái giới thập thiện.
tuyệt vời. Rồi từ cái chánh niệm đó các vị dẫn đến một đời sống hạnh phúc, nó gọi là chánh mạng. Chánh mạng các vị phải đạt được cái điều đó để chúng ta có được cái hạnh phúc. Rồi từ chánh mạng dẫn đến chánh tinh tấn, tức là trạch pháp rõ ràng, biết cái nào là lành, cái nào là dữ, đúng cái nào là sai. Rồi đến chánh niệm, rõ biết mỗi việc, ghi nhớ mỗi việc, cẩn thận mỗi việc. Thì như vậy các vị sẽ lâu dần tạo thành một thói quen sống một cách rất là văn minh và dẫn đến chánh định, tức là tới tâm. Và các vị biết con đường đó không khó đi đâu, đơn giản lắm. Tập ngồi yên, giống như khi mà bị bà xã chửi thì cứ ngồi yên, A Di Đà Phật, đúng không? Lắng nghe, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Mình cứ lắng nghe thôi và đừng có đặt có vấn đề gì hết, xem như là trải nghiệm. Các vị tự nhiên không có bị gì hết, tự nhiên vô bị người ta xả ra một tràng, không biết chuyện gì xảy ra luôn. Đó là nghiệm. Mà im lặng tức là gì? Trải nghiệm. Đơn giản vậy thôi. Các vị nghĩ là được không? Được, cho tràng vỗ tay. Đó, đó là cái giới quan trọng nhất trong Bát Quan Trai đó các vị. Bát Quan Trai là mục tiêu là giữ lòng thanh tịnh. Các vị giữ được cái tâm thanh tịnh tức là Bát Quan Trai thành. Hiểu chưa này không? Bát Quan Trai không chỉ là các vị giữ đúng tám giới. Tám giới đó là tám giới tướng. Nhưng muốn đạt được tám giới tướng thì phải đạt được tám giới tánh, tức là cái tâm giới. Cái năm giới phải có đạt được tuyệt vời. Mỗi ngày đi qua giống mỗi ngày khác, là tỉnh thức giữa nồng sai. Xưa thì sống khổ đau trong phiền não, trừ thì phải biết sống bây giờ, sống tại đây vui nhẹ nhàng dễ thương. Mỗi ngày đi qua cứ nhắc nhở bản thân của mình, lúc nào thức dậy phải soi gương, đúng không? Lúc nào cũng phải thức dậy soi gương, coi gương mặt mình ngày hôm nay có dễ coi không, đúng không? Mỗi sớm mai thức dậy hãy nhìn mình trong gương, ôi mình sao xinh quá, mình thì quá dễ thương. Đúng không? Mình phải thấy được như vậy tức là tự tin, phải thấy được như vậy tự tin. Dù cuộc sống bên ngoài các bạn biết là bước ra cánh cửa này là đầy cái chướng ngại cũng không sao hết, vì mình đã có sức mạnh, không sao hết. Các vị nên nhớ trong cuộc đời không có gì thuận với ý mình. Một trong những món quà lớn nhất trong cuộc đời đó là gì? Bất như ý. Phải nhớ điều này, bất như ý tức là không bao giờ ai cho mình nha tất cả những gì mình muốn. Thầy nhớ câu chuyện có cái mùa Giáng sinh của những năm trước, sau xưa lắm rồi, thì có một cậu bé đó mơ ước là có một đôi giày để đi, vì cậu nhà nghèo quá, quanh năm cứ đi đôi giày đắt mà tuyết nữa, lạnh lắm chịu không nổi. Thì cậu có nghe người ta nói rằng là tới mùa Noel á, cứ nói với Chúa là Chúa sẽ cho hết. Đến bất kỳ một cái chỗ nào muốn lấy cái gì là cứ nói với Chúa là Chúa cho. Thì ảnh mới tới cái tiệm giày, thấy có đôi giày ngon quá, đẹp, mới nói ông chủ, chú ơi, con thấy đôi giày con chịu lắm á. Ông chủ nói với Chúa là con thích đôi giày này, cho đôi giày này đi. Thì ông chủ nhìn xuống đôi chân thì thấy thằng này giày nó rách hết rồi, ông thương lắm. À được rồi, ông cầm đôi giày vô trong, chờ chút nha. Vô trong xong quay ra, ông đem ra một chiếc giày. Ông nói Chúa nói là Chúa cho con có một chiếc à, còn chiếc kia là con phải mua. Thì ông nói là nhiêu tiền? 2 đô. Con đâu có tiền đâu. Thì con đi kiếm 2 đô đi. Dạ được rồi, chú nhớ giữ cho con chiếc còn lại nha, con đi tìm. Thì nó đi nhặt lon, nhặt da trai á, nó bán xong rồi tìm cách nó đem 2 đô đó đem đến cho ông chủ. Thì ông chủ rất là vui mừng, bắt tay và tặng nó chiếc giày cuối cùng. Thì sau này, mãi sau này nó lớn lên thì nó mới biết rằng cái giá trị đôi giày nó không phải là 2 đô đâu, mà nó tới 39 đô. Ông chủ cũng thương cho ông cho. Thì vì biết ông năm 1980 thì cái chú bé đó trở thành tổng thống Mỹ, chính là Reagan, tổng thống thứ hình như là 40,
của nước Mỹ. Thì ổng từ một cái người làm công bình thường đến cái bị người điện ảnh nổi tiếng mà sau đó thành tổng thống Mỹ. Thì người ta mới phỏng vấn ảnh. Phỏng vấn ảnh là trong cuộc đời ông cái gì là ông nhớ nhất? Thì ông nói là chiếc vàng, câu chuyện chiếc vàng. Ông nói là ông rút được một bài học, đó là thượng đế tức là gì? May mắn cũng như thượng đế không bao giờ cho bạn đúng như gì bạn muốn, mà chỉ cho có phân nửa thôi. Còn phân nửa còn lại là bạn phải tự kiếm. Đồng ý không? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đến chùa đây, các vị cầu nguyện với Phật cũng giống như thầy, thầy cũng cầu nguyện với Phật. Thì các vị cũng nên biết rằng Đức Phật cũng sẽ cho các vị đúng một chiếc vàng. Và chiếc còn lại là các vị tự mua. Đó. Cho nên ở thế giới của châu Âu á, họ có một truyền miệng, một cái bài thơ, đó là một phù thủy có một quán hàng nho nhỏ. Mời vào đây, ai muốn mua gì cũng có. Tôi là khách đầu tiên. Từ bên trong phù thủy ló ra nhìn, anh muốn mua gì? Tôi muốn mua tình yêu, mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn. Thì phù thủy mới nói là hàng của tôi chỉ bán cây non, còn quả chín anh phải trồng, không bán. Đó. Cho nên cái giá trị của đời người là không phải là nhận được ân phước và trao tặng, mà là tự mình đi trên bước chân của mình. Các vị sống tự chủ thì sẽ bị sẽ có tự do. Muốn tự do thì phải tự lo giỏi. Cho nên bỏ tay. Đúng rồi. Kể cả sau này các vị đã có chồng, có vợ, có con nha, các vị có những người thương bên cạnh cũng đừng bao giờ nghĩ vào họ. Vì sao? Vì chúng ta là những người thân, nhưng gọi là thân ai nấy lo. Phải như vậy các vị mới có sức mạnh, không bao giờ trách hờn ai hết. Vì cuộc đời của chúng ta là của mình, nó phải có người khác đâu. Cha mẹ cho mình cái thân này chứ đâu phải là mắc nợ mình đâu, mình tự lo chứ. Cho nên bắt đầu từ ngày nay, học theo tinh thần của Đức Phật, các vị hãy soi sáng chính mình nha, đi con đường trung đạo, làm chủ cuộc sống của mình. Giác ngộ cuộc sống mỗi ngày giác ngộ một chút. Đi ra băng tuyết lỡ nợt, giác ngộ, đi cẩn thận, nhìn trước nhìn sau, đúng không? Mình nói lời gì đó khó nghe người ta giận, nhớ cẩn thận, không bao giờ nói lại điều đó nữa, đúng không? Đó, các vị phải có sự giác ngộ lớn như vậy để cái tâm mình nó bình yên nha. Kiếm được nhiều tiền mà cái thân này nó cứ khổ đau thì kiếm tiền vô ích. Đó, đây là sự chiêu cảm, tức là chuẩn bị phải đi về cái thế giới của mình. Và thầy cũng chúc lành cho đại chúng luôn sức khỏe an vui nha. Có cái gì các vị thắc mắc, các vị có thể trao đổi với thầy vào buổi chiều nay, hoặc là hồi để xuống bên dưới uống trà nói chuyện chơi ha. Hôm nay ở đây thì thời gian ít, cho quý thầy chỉ chia sẻ tới đây, và chúc cho đại chúng thân khỏe, tâm an, chân cứng đá mềm, hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc. Nếu hạnh phúc chưa có, hãy đi đến chùa Liên Hoa tìm đại thần. Rồi bây giờ mời sư em á, bây giờ thì chúng ta dừng lại cho những cái nghi lễ tiếp theo. Rồi thầy chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem con